Nhiều người kết hôn trong ngày yêu nhau mãi mãi của Trung Cộng, tin từ Nam Kinh. Nhiều đôi ương ương tại Trung Cộng ngày hôm qua đã tổ chức đám cưới vì ngày 4 tháng Giêng năm 2013 có phát âm giống như là yêu nhau mãi mãi trong tiếng Hoa. Tại một trung tâm ghi danh kết hôn ở Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, nhiều đôi ương ương đứng đợi trước khi văn phòng mở cửa. Mặc dù nhiệt độ giảm xuống 0 độ C vào buổi sáng, hàng trăm cặp vẫn xếp hàng để đợi chờ. Người đứng đầu của trung tâm ghi danh kết hôn quận Xuân Du ở Nam Kinh là Chuan Fang cho biết, trung tâm dự trù sẽ tiếp nhận khoảng 800 cặp trong ngày hôm qua, và con số cao hơn nhiều so với thường ngày chỉ là 40 hay 50 cặp. Không chỉ những người trẻ tuổi tới ghi danh kết hôn hôm qua, mà cũng có rất là nhiều người cao niên cũng đã tới đây. Tình hình tương tự cũng đã diễn ra tại Shenzhou, thành phố lân cận tại tỉnh Chiết Giang. Hơn 200 cặp đã ghi danh kết hôn vào ngày hôm qua.